cao hơn được. Đúng rồi, dưới dây điện này là phải cắt đấy. Giống vườn chú Hà này. Bắn là cái điện đường điện bên kia. Ừ. Lại nó đã nâng lên rồi. À. Là cho cao thoải mái. À, thế được. Cây này là bước sang năm thứ mấy rồi anh Nghi Thân? Chắc 3 năm rưỡi rồi. 3 năm rưỡi hả? Ừ. Làm trái được rồi. Đấy. Hôm nay mới ghé được vườn của anh Thắng Y Thon này. Mời cả nhà xem cái bộ lá sau thu hoạch nhé. Này thu hoạch, anh thu hoạch xong rồi đây. Là anh kêu ấy là năm nay anh thu hoạch cái là nói chung là chắc là cũng độc nhất vô nhị cái vùng này, có nghĩa chẳng có ai mà thương lái người ta lại khen như vườn anh đúng không? Thương lái kêu anh làm kiểu gì hay thế hả? Tại sao lại người ta thì cắt hai lần hai rau thì mới hết, đây thì cắt một rau hết luôn, bón kali gốc luôn. Chưa cần phải tưới kali luôn đấy mà kiểm tra một phát là thấy già hết luôn. Đúng rồi. Thu luôn đấy. Cây này của anh 3 năm đây. Đúng rồi, bỏ đi anh. Giờ sầu riêng sắp tán đến nơi rồi ha. Đấy, thu hoạch xong mà như cỡ này thì thôi đi. Ha. Thu hoạch xong mà cỡ này đây là đi được một cơi rồi đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ cái cơi lá này anh để ý này, là cái lá này nó đang chuẩn bị dần sang già đúng không? Đúng rồi. Dần sang già rồi này. Thì khi nó chuyển sang già thì bắt đầu là nó sẽ đi cơi mới nhá. Ừ. Nó sẽ đi cơi mới, sau đó mình sẽ lấy thêm một cơi đọt đấy nữa. Ừ. Là okay. Chúng ta đã đủ tiêu chuẩn. Thứ nhất là đủ lá để làm bông. Ừ. Thứ hai ấy là đủ thời gian để cho cây nó nghỉ ngơi sau thu hoạch. Thì kìa. Cái thứ ba nữa là anh biết sao không? Chúng ta chỉ cần chờ cái tiết trời thôi anh nhá. Ừ. Này. Da là giãn da, đỏ da, đỏ vỏ là như thế này là mới ok này này. Thế anh có rửa vườn không? Không cần rửa hả? Không cần. Có cái gì đâu rửa? Có cái gì đâu mà rửa? Đây, nó có cái gì đâu. Nó như thế này thì làm sao mà phải rửa, đúng không? Ăn thua ấy là cái nội sinh của cây thôi.